Cái này để chế độ full HD là nó quay được khoảng tầm 5 tiếng. 4K đấy ạ. Thằng em làm luôn để học cái nghề này. Cả nhóm đang chửi em là lười từ sáng rồi, anh bảo em học hành đi. Mày đi. Anh em cười lên, cười lên, cười lên. 1, 2, 3 nào. Bên kia còn gì theo không? Vâng, hết rồi. Đây, đây. Nó trùng tỉ lắm rồi. Bên kia vẫn đã tháo một sàng rồi, còn nước ngang. Hai cái sàng nữa. Cái gì? Nó rớt vào trong với nước theo dưới đúng không? Đấy, nó rớt vào ngoài, một tí không? Phạt. Dặn ngang xuống xuống kia. Bắt đầu không? 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 Đưa ra ngoài hết cả hai rồi. Đội này qua giữa ấy, cậu Quỳnh với Lô Lê Quỳnh đi vắng là nhảy lên ăn người lâu. Mặt mình đứt. Mặt ấy. Mặt thì phải làm một cái bầu về trước hay làm thế này. Mạng người đi rồi nè. Chết rồi. Ui giời. Ui giời. Đang quay phim như này. Quay thật đấy à? Đang quay phim cứ là mỏng. Yên tâm, nhóm mình với thằng làm phát rồi thì vào hết. Quay hết rồi. Thằng làm phát rồi mặt được vào hết video. Không chí thế không? Người ta tính toán là 2 giờ đồng hồ là đúng 2 giờ. Người ta tính toán hết rồi. Như vậy là mình tháo ra và lóc vào 2 giờ đồng hồ còn chạy không? Không, đây là do quân mình nói thật ra là không chuyên nghiệp. Xin chừng nghiệp chú ạ. Nhất, tôi nói thật nhé. Cái bọn mà nó thôi, đừng phải áp chúng mình 2 giờ hoặc 3 giờ. Để tôi nói này nhé. Họ ấy, nó vặn cái thạch kẹt cực nhanh luôn. Trong đó quân mình là bạn rất chậm. Đấy là vì là mình không có phục vụ là một. Mấy cái hai này là mình chưa kinh nghiệm. Người ta kiếm cơm bao nhiêu năm đây mình cũng giờ đâu. Đúng như cái lớp của thầy Quảng. Như thầy Ngô đâu. Mấy mình lớp mình là ấu trùng. Thầy Phạm cái phản cơm rồi kìa. Ngô đã có đủ đâu, cơm rồi kìa. Đúng. Quân bên kia đâu hết rồi. Anh có gốc cây rồi. Nhưng mà như thế là cũng vừa đủ thời gian. Không, cái ngày nào mình quát tức rồi đấy. Đấy là đường chí là chết ở mỗi mùa. Đây nữa không? Vài à? Quỳnh chí kéo rồi, sáng đi mổ. Đúng rồi, Quỳnh chí rồi. Mình hỏi thì có cái thước. Còn anh em nào chưa vào ký cái tờ bài kiểm tra thì vào ký nhá. Con này giống máy. Nhóm này ký hết chưa? Xong hết. Đợi nhóm kia xuống, xong này nó chụp ảnh. Đứng ở dưới kia sao? Ôi nhóm em đứng vào luôn chụp cái đấy. Bọn em về cơm nước cả đồ ăn. Cơm này. Anh cũng đứng nhỉ đâu. Chỉ cơm người ta. Cơm người ta mang đến như thế. Cơm của em tên ăn người ta. Không bọn ở nhà nó ăn hết. Ôi à, bây giờ em cái này thì giáo đây bên cái. Ha, đứng lại chung chung. Là nhóm 1 đi. Đấy nhanh nhanh nào, chung chung. Nhóm 1 mình em kỷ niệm. Đấy là ôi nhóm kia xuống đây. Quá giờ rồi, xuống đây làm ăn thôi. Quá giờ rồi. Ý chà. Nha đây hả em? Đằng dưới chưa tháo kìa. Đấy là chưa tháo ấy nè. Tháo vẫn đằng dưới ra cho cái gì nhá. Nhìn vừa thôi.